mọt, tên khác dùm nao, cánh kiến, cây thuốc sán, họ, thầu dầu. Bộ phận dùng Lông tiết và lông che chở bao quanh quả. Đến mùa quả chín, người ta hái cả chùm rồi cho vào một cái dây, xoa và dây nhẹ. Sẽ được một thứ bột màu đỏ, không mùi, không vị. Dễ và vỏ thân cây cũng được dùng. Công dụng Nhân dân ta mới chỉ dùng vỏ thân cây mọt, các vỏ ngoài, rửa sạch, thái nhỏ, phơi khô, sắc với 200ml, còn 50ml uống làm một lần trong ngày, chữa tiêu chảy, Liều dùng hàng ngày từ 6 đến 12 gram. Tác dụng này là do lượng tanin chứa trong vỏ. Vỏ thân cây mọt phối hợp với vỏ cây thanh mai liều lượng bằng nhau, chứa đái vàng. Ở Ấn Độ, cây mọt được dùng làm thuốc tẩy sán cho người và cả trong thu y. Dùng lông tuyến bao quanh quả với liều mỗi ngày từ 2 đến 6 gram, trộn với mật hoặc sữa uống làm hai lần, mỗi lần cách nhau nửa giờ. Trẻ em dùng liều thấp hơn. Thuốc có độc khi dùng phải rất thận trọng. Dùng ngoài, bột lông quả được trộn với dầu vừng để chữa ghẻ, bệnh hắc lào, nấm da và herpes, để chữa đau dạ dày mạn tính, kém tiêu, lấy khoảng 50 g vỏ cây mọt giã nát và ngâm trong 100 ml nước trong 1 giờ, hớt phần nổi bên trên và uống ngày một lần trong một tuần. bã đã dùng rồi, có thể dùng lại lần thứ hai. Uống bột quả trộn với sữa bò làm thuốc trợ tim. Cây mọt cũng được dùng làm thuốc ở Nepal. Quả bỏ hạt giã nát uống 2 đến 3 gam với bơ và mật, ngày hai lần uống 2 đến 5 ngày để trị run, đặc biệt là sán dây. Một phương thuốc uống khác để tẩy sán gồm 3 gam bột đỏ từ quả cây mọt với 6 gam bột hạt, bute monosperma. Cũng có thể dùng khoảng 15 gam dễ mật, sắc với 200 ml nước trong khoảng 20 phút, lọc và cô lại còn 40 ml uống 4 thìa cà phê ngày 2 lần trong 2 ngày, dịch ép vào cây trị tiêu chảy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook. Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem, các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác.